Đó, ai bảo đăng kiểm là dễ đâu nha quý anh chị ha. Đó, quý anh chị nhiều lúc quý anh chị kêu đi đăng kiểm con xe này bự bán 35 triệu nhưng giờ đăng kiểm xong bán 40 triệu. Đó, quý anh chị thấy nè. Bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì không thôi là đuối luôn. Đó, anh chị nào kêu đi đăng kiểm dễ thì anh chị cứ tự đi làm thử coi nha. Lại đi xe này mấy anh em đang tiến hành lột ra, bảo trì, bảo dưỡng lại toàn tập rồi bắt đầu mới tiến hành mới đi đăng kiểm được nha cô chú anh chị. Đó, trong thời gian này thì anh chị biết đăng kiểm cũng cực kỳ là gắt, nhiều anh chị cứ kêu là đăng kiểm dễ lắm, thấy kêu là 5 triệu nhận lấy hỗ trợ cho em thêm con xe này 5 triệu em đăng kiểm thì anh chị kêu là mắc, không có gì ngon bổ và rẻ cả anh chị ạ. Bữa bán 35 triệu thì anh chị không mua, hôm nay thì em làm là em bán 40 triệu nha, bao anh chị đăng kiểm mới nha. Đây là một quá trình phục hồi lại đèn anh chị ha. Đó, sau chẳng khoảng là 15 20 phút thôi là em nó đẹp lộng lẫy, em nó đẹp len ken và đẹp len sơ ben nha cô chú và anh chị. Này đúng là có cái máy có đánh máy đánh lên nhanh thôi. Vậy là đẹp rồi. Nhưng mà cái đầu để đâu mất rồi. Vậy là ok rồi. Đó, sau một thời gian phục hồi làm lại đèn cho nó mới thì như vậy đăng kiểm đậu cho cô chú và anh kịp. Anh chị. Đèn như vậy thôi mà không đậu nữa thì em cũng bó tay luôn, không biết sao nữa. Đẹp như mới luôn, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len sben luôn. Rồi, giờ mấy anh em cho tiến hành lắp ráp vô rồi kiểm tra lại bảo trì bảo dưỡng thắng thiết, làm lại tất cả những cái hệ thống đèn còi xi nhan đầy đủ là ok. Rồi tiến hành lên đăng kiểm với chiếc xe này thôi nha cô chú anh chị. Vâng, đây là một quá trình hiện tại bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị đi đăng kiểm chiếc xe bản số 47A23747 này. Thì đây là đang bảo trì lại tất cả nha cô chú và anh chị. Đó anh chị giờ thấy là bên mấy anh em đang tháo là đèn bọng nó ra kiểm tra lại từ A tới Á, từ Á tới Gia A Z luôn rồi mới lên đăng kiểm anh chị ha. Đó, nhìn em nó xấu xấu bẩn bẩn vậy thôi mà nhưng khi được bên mấy anh em vô bảo trì bảo dưỡng lại toàn bộ từ dây điện cho đó thì anh chị biết rồi, một lần đi đăng kiểm những chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy mà để được dán cái tem đăng kiểm thì cũng cực kỳ cũng là vất vả. Những cái số tiền anh em bỏ ra thì để o bế em nó lại thì cũng khá là nhiều nha cô chú và anh chị. Đó, cô chú anh chị nào yêu quý những chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy với số tiền con xe này thì bởi em bán có 35 triệu thôi nhưng hôm nay em đăng kiểm xong thì em sẽ bán cho anh chị là 40 triệu đồng. Cái số tiền đó thì em sẽ bảo trì bảo dưỡng làm thắng thay lớp thay đèn cũng khá là nhiều. Đó, anh chị nào yêu quý thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 ha. Con này thì đăng kiểm bỏ hàng ngày hồi 1 tháng 5, cũng mới vừa bỏ ra thôi anh chị. Con này thì sản xuất đời 2002 nha anh chị ha. Tên em nó là Kia CD5 luôn. Đây, đồng sân si nội thất thì sạch sẽ thôi chứ không có gì ghê gớm cả. Đấy. Giờ mấy anh em chuẩn bị tiến hành bảo trì đèn đóm, làm các kiểu con này điểu để đưa lên đi đăng kiểm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.